À, làm việc với những cái stream thì nó sẽ có những cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý à những cái hành động nào những cái thao tác nào liên quan tới một cái stream mà chúng ta cần phải lưu ý chúng ta cần phải lưu ý à thì đây là những cái basic stream of operations là những cái thao tác chủ yếu mà chúng ta sẽ gặp phải và các bạn cứ follow cho mình đúng những cái thao tác này và sau này khi các bạn gặp thì các bạn cứ làm đúng những cái thao tác như vậy là ok ha rồi, mình sẽ cho các bạn à, cái cái basis stream là những cái thao tác cơ bản ở trong ở trong cái thằng stream trong cái thằng Java thì chúng ta có mấy cái thao tác sau đây thứ nhất là chúng ta phải mở được cái một cái stream ra open một cái stream thì bằng cách nào chúng ta có thể mở được cái stream này chúng ta cần phải tạo ra được một cái đối tượng stream nó có thể là input hoặc là nó có thể là output rồi chưa rồi mở nó thông qua cái gì thông qua tên của một cái tập tin hay là thông qua tên của một cái đối tượng nào đó hay là thông qua một cái công cụ nào đó nói chung là chúng ta phải mở được nó ra và tất nhiên mở ra thì sau khi mà chúng ta dùng xong thì chúng ta cũng phải đóng cái stream này lại về sau thì cái thằng GDK8 trở đi á thì nó sẽ có những cơ chế là nó sẽ tự đóng luôn chúng ta không cần phải ngồi ông ta đóng nó sẽ tự động nó đóng luôn với chúng ta nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng giống như là các bạn mở một cái cửa vậy đó các bạn mở cái cửa ra các bạn đi ra thì các bạn phải đóng cái cửa lại à, kỳ hôn nè rồi sau đó chúng ta sẽ có cái phần đó là cái phần đọc dữ liệu là read dữ liệu từ ở bên trong một cái stream hoặc là chúng ta có thể ghi dữ liệu vào bên trong một cái stream đây là những cái khái niệm cơ bản và mình hy vọng rằng sau này các bạn làm việc với file hay là với tập tin cho dù là ngôn ngữ lập trình nào thì những cái thao tác này các bạn cố gắng làm cho nó chuẩn và một cái nữa rất là hay đó là seek là chúng ta nhảy chúng ta nhảy đến một cái vị trí nào đó ví dụ như chúng ta đang đọc ở cái dòng thứ nhất nếu như chúng ta đọc sách đọc dòng thứ nhất mà giờ chúng ta thấy nội dung này không hay chúng ta bỏ ba bốn dòng chúng ta đọc cái dòng thứ 31 hay dòng thứ 41 trở đi các bạn hiểu kịp không thay vì chúng ta đọc hay chúng ta ghi vị trí đấy giờ chúng ta nhảy đến một cái vị trí khác rồi chúng ta phải đọc chúng ta mới nhảy chúng ta mới ghi tiếp À, thì đây là những cái thao tác cơ bản khi các bạn làm việc với tập tin và theo mình thì cho dù là ngôn ngữ lập trình nào thì các bạn cũng phải để ý giúp mình sau này các bạn chuyển sang python để các bạn làm về data science thì các bạn cũng nhớ à, chúng ta cũng sẽ phải open ra một cái stream lúc đó thì chúng ta không gọi nó là stream nữa chúng ta có thể gọi nó là một cái file hay là một cái gì đó khác một cái định nghĩa khác của họ nhưng phải có mở ra mở ra làm việc với nó xong thì phải đóng lại và mở ra thì để làm gì mở ra có ba cái thao tác chính mà khi chúng ta mở nó ra rồi, thứ nhất đó là đọc dữ liệu từ nó ra, thứ hai là ghi dữ liệu vào bên trong nó, và thứ ba là chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ nhảy, chúng ta sẽ nhảy cốc đến một cái vị trí khác, đến một cái vị trí khác nha. Rồi, các bạn sẽ lưu ý giúp mình là chúng ta sẽ phân thành ba cái loại, ba cái loại stream chính và các bạn sẽ để ý giúp mình nó sẽ tương ứng với những cái mà hồi nãy chúng ta mình mình à, mình nói cho các bạn à nó 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 à nó 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 không liên quan tới các phần kỹ dữ liệu lắm nhưng mà nó sẽ liên quan tới những cái hành động phía bên trên của chúng ta à, thì các bạn ở trong Java các bạn sẽ có cái thằng thứ nhất gọi là input stream input stream cái thằng thứ hai nó là cái thằng output stream mỗi một cái thằng này nó sẽ làm một cái nhiệm vụ khác nhau nha cái thằng này rõ rõ ràng là dùng để là đọc đúng không đọc dữ liệu còn thằng này dùng để ghi dữ liệu ra ghi dữ liệu ra hoặc là thằng này dùng hoặc là một thằng nữa đó cái thằng filter Feel. filter filter có nghĩa là lọc các bạn ha filter stream nó sẽ có ba cái dạng này nó sẽ có ba cái dạng này rồi à thế thì à khi mà các bạn khi mà các bạn đọc hoặc là các bạn ghi dữ liệu á thì nó sẽ hơi khác nhau một chút à giống như cái hình liên quan tới cái phần mà chúng ta à, lấy dữ liệu từ ở một cái nguồn à, vào thì trước hết là các bạn sẽ mở nó ra rồi các bạn read đúng không? Thế thì cái thao tác read là nó sẽ làm cái gì? À nó sẽ làm như thế này. Nó sẽ mở một cái stream ra. Rồi từ một cái suột. À, các bạn chờ chút Cái này nó cảnh của mình nó bị nó bị nền đen á. Các bạn không thấy được. Thì cái thằng này nó sẽ khi mà khi mà chúng ta đọc dữ liệu á, à, nó sẽ đi từ một cái suột, à, một cái suột, cái suột này có thể là một cái file hay là một cái chương trình nào đó trên mạng. Chúng ta lấy nó về, là chúng ta bỏ vào chương trình của chúng ta. Đây là cái thao tác đọc dữ liệu. À, tương tự như vậy, thì chúng ta cũng có một cái thao tác khác, đó là cái thao tác để chúng ta có thể ghi được dữ liệu ra. Chúng ta có thể có được cái thao tác ghi được dữ liệu ra ngoài. Thì cái thao tác đó là gì? Từ cái chương trình của chúng ta, chúng ta rise vào bên trong một cái stream và cái stream này nó sẽ đưa xuống một cái destination. Nó có thể là một cái tập tin hoặc nó là một cái chương trình khác. Tùy. À, OK chưa nè? đó Các bạn có hiểu rõ chưa? Cái việc mà chúng ta à, chúng ta làm tới à, cái 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 stream cái luồng dữ liệu, thì rõ ràng chỉ có hai cái tình huống mà chúng ta hay gặp thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ mở một cái stream ra, rồi sau đó chúng ta sẽ làm cái hành động gì đấy, à, chúng ta gọi nó là một cái hành động đọc dữ liệu đi. thì theo nếu như các bạn bây giờ các bạn đọc dữ liệu đúng không, thì các bạn sẽ mở một cái open đúng không? Nếu mà cái thao tác cái này không phải là code ha, cái này chỉ là mã giả thôi, các bạn sẽ open một cái input stream ra ở đây. Được chưa? Rồi, khi mà các bạn có được một cái input stream rồi thì các bạn sẽ có thể một có một cái vòng lập nào đó. Khi mà why đúng không? Why is more information có nghĩa là trong cái stream của chúng ta nó vẫn còn dữ liệu information. Thì các bạn sẽ làm sao? À các bạn sẽ read. Đúng không? Read cái information của các bạn ra nó có thể là test nha các bạn, nó cũng có thể là buy hay nó có thể là những cái dữ liệu khác, rồi sau đó các bạn có thể là xử lý cái thông tin này, process, lỗi một chữ một chữ process information. Rồi, sau đó các bạn sẽ kết thúc ở đây. Thế thì khi nào mà chúng ta hết dữ liệu để chúng ta đọc rồi, thì chúng ta phải đóng cái đóng cái input stream của chúng ta lại thì bây giờ để mà dễ hiểu hơn thay vì mình nói nó là stream nó làm cái luồng thì bây giờ mình nói rằng bây giờ các bạn đọc hết dữ liệu cho mình từ một cái file ra thì làm sao à, trước hết các bạn mở cái file đó ra thì khi nào mà trong file nó còn một cái ba hay nó còn một ký tự nào thì chúng ta cứ đọc cứ đọc cứ đọc nhiệm vụ tiếp theo nó là gì đó thì chưa biết ví dụ người ta yêu cầu là hiện ra ở một cái cửa sổ này đấy hay là copy nó sang một cái một cái file khác thì bây giờ chúng ta phải đọc đã đọc được dữ liệu lên thì chúng ta mới đẩy dữ liệu sang một cái file khác được Kể không nè như vậy thì cái phần này Nguyên cái phần này nó chính là cái gì? Nó chính là cái việc mà chúng ta read. Read cái dữ liệu. Ok chưa? Rồi, bây giờ ngược lại. Khi mà chúng ta ghi dữ liệu thì các bạn sẽ làm sao? Hả? Khi mà chúng ta ghi dữ liệu thì các bạn sẽ làm sao các bạn? Khi mà chúng ta ghi dữ liệu thì bây giờ các bạn thay vì là open một cái input stream thì chúng ta sẽ open một cái gọi là cái output stream. À, các bạn cũng đừng đừng có quá lo lắng ha mình nói cái phần lý thuyết thì nó sẽ hơi dài dòng nhưng khi chúng ta đi thực hành các bạn thấy nó đơn giản lắm nhưng nếu như các bạn hiểu rõ được cặn kẽ cái lý thuyết này cái 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 phần lý thuyết này thì các bạn sẽ rất là tự tin và các bạn sẽ làm được việc với nó nó nhiều hơn chúng ta chuyên nghiệp hơn à. thì bây giờ chúng ta là open output stream thì khi nào mà chúng ta còn dữ liệu là why more information ở đây thì các bạn sẽ giúp mình làm cái thao tác là gì à chúng ta sẽ get một cái thông tin nào đó từ ở đâu đó, get information này, từ một cái vị trí nào đó, ví dụ từ một cái file hay là từ một cái mạng internet gì đó mình không biết. Sau đó các bạn phải làm thao tác là gì? cái thao tác là price information. Rồi, sau đó các bạn mới làm gì? các bạn cũng phải đóng cái output stream này lại. có nghĩa là chúng ta ghi xong rồi, chúng ta làm việc xong rồi, thì chúng ta phải đóng nó lại các bạn hiểu kịp không à, thì đây là cái phần right đây là cái nguyên nguyên tắc chung để chúng ta làm việc ha thì bây giờ mình bôi đại những cái thằng mà nó quan trọng nè open nè read close là cái thao tác để đọc dữ liệu còn cái thao tác để mà ghi dữ liệu á các bạn sẽ có open write và close kịp không nè à, các bạn nào hiểu rõ hết cái nguyên lý và cái mô hình của một cái stream thì các bạn nhấn cho mình chữ ok cái để chúng ta có thể tiếp tục ha. Các bạn có thể comment cho mình một cái à, OK rồi chúng ta có thể tiếp tục. Rồi, à. bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn một chút. Đó là nếu như làm việc với dữ liệu thật trong thực tế, thì hồi nãy á, à, lúc lúc đầu giờ á, chúng ta có nói với nhau rằng nếu như mà những cái chương trình máy tính á, nó trao đổi với nhau thông qua những cái dữ liệu thì rõ ràng là nó có rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau để mà nó làm việc đúng không kiểu dữ liệu âm thanh nè rồi kiểu liệu hình ảnh nè kiểu dữ liệu uh, văn bản nè thì nếu nhiều kiểu dữ liệu như vậy thì làm sao mà chúng ta có có sức lực đâu mà chúng ta ngồi chúng ta chúng ta uh, xử lý cho nó hết các bạn uh, thì ở trong cái thằng java nó có một cái gói là gói java io và sau này nó có thêm những cái gói khác là uh, new IO new input và output stream à uh, new input và output stream thì nó giúp chúng ta làm việc được uh, với những cái file này rất là nhiều à uh, và mặc dù nó rất là nhiều kiểu dữ liệu khác nhau nhưng chúng ta sẽ chia thành hai cái dạng chính thôi. Các bạn sẽ giúp mình chia thành hai dạng chính. Chia thành hai dạng. Hai dạng. Dạng thứ nhất là chúng ta làm việc liên quan tới cái thằng byte là những cái thằng tập tin chúng ta không cần quan trọng quan tâm cái dữ liệu bên trong nó là gì âm thanh thì nó cũng là những cái byte hay là những cái bit thôi nó là những con số một không một 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 thôi các bạn hiểu kịp chưa và có những cái thì nó liên quan tới là ký tự ví dụ như các bạn có những cái file file test cái file txt hay là những cái file cấu hình xml vân vân thì những cái file đó chúng ta lại quan tâm tới cái nội dung test nhiều hơn cái nội dung ký tự nhiều hơn như vậy có hai cái hướng chính đó là byte và hướng thứ hai là hướng ký tự character và cái hướng thứ nhất là hướng byte này chưa hầu hết âm thanh voice thì gì đó nó đều vô cái phần byte này nhưng các bạn cũng có thể xem xét nó là những ký tự kể cả là bây giờ một cái hình ảnh các bạn hoàn toàn có thể mã hóa nó thành ký tự gọi là bay 64 cái bay 64 các bạn nào học trong cái khóa GSP Subplate mình có nói thằng bay 64 này rồi đúng không thì bay 64 nó là một cái cách để mà các bạn có thể biến một cái hình ảnh chúng ta mã hóa nó thành những ký tự hết chúng ta đã dịch ngược lại. Nhưng nói chung khi các bạn làm việc với tập tin các bạn quan tâm cho mình là cái thằng Byte và cái thằng character nhé. Yeah. Thứ nhất là Byte, dạng thứ hai là character. Và khi chúng ta làm những cái bài tập để mà thực hành thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào hai cái dạng này. À. À, nhưng mà các bạn sẽ để ý giúp mình một chút xíu là cái dạng binary á, là, là cái dạng byte thì nó rất là dễ rồi đúng không? Các bạn chỉ cần quan tâm nó là uh, bit hay là byte thôi. Ok. Mặc dù tất cả dữ liệu của chúng ta nó đều thực tế bên dưới nha các bạn. Ký tự thì nó cũng là bit thôi, nó là những cái bit, nó những là những cái byte nó hợp lại với nhau thôi. À, uh, nhưng nó sẽ khác biệt một chút xíu. Nếu như các bạn làm việc với test ấy, thì các bạn sẽ cần phải quan tâm một chút xíu cái vấn đề này. Test hay là character á, hay là ký tự á nhiều ký tự thì nó gộp lại thành những cái test đúng không? Thì các bạn sẽ quan tâm cho mình một cái gọi là cái charset. Charset dịch sang tiếng Việt là gì các bạn? Các bạn comment cho mình biết charset dịch sang tiếng Việt là gì coi. Và các bạn hãy cho mình biết những cái charset nào mà các bạn biết. Charset là gì các bạn? C H A R S E T. À tra xét nó là những cái bản mã dịch sang tiếng Việt của chúng ta đó là những cái bản mã và nếu như các bạn đang sử dụng cái thằng Unikey để các bạn gõ không biết là các bạn có đang sử dụng Unikey không có bạn nào mà đang sử dụng Unikey thì các bạn có thể à, cho mình xem thử ha thì ở đây mình sẽ chụp hình luôn cho các bạn cái thằng này các bạn chờ chỗ ha để mình đợi mua đây đây là cái thằng cái bộ gõ Unikey và trong cái bộ gõ Unikey này thì các bạn click chuột vào đây các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có rất nhiều cái bản mã đúng không? Bản mã Unicode nè, bản mã tiêu chuẩn Việt Nam 3 nè, bản mã Vini Windows, bản mã Việt Nam bản mã Unicode tổng hợp UTF-8, vân vân rất là nhiều thứ ở đây. À, và thông thường thì người ta sẽ sử dụng cái bản mã là Unicode hay là UTF-8 đó, UTF-8 đó. À, các bạn hiểu kịp chưa nè? Thì những cái này nó gọi là bản mã. Tại vì sao? Tại vì mỗi một cái bản mã nó sẽ có cách nó kết hợp những cái byte lại với nhau thành một ký tự, thành một ký tự một ký tự nhé để để mình chụp hình lại và mình bỏ vào slide để thôi các bạn lại lại mất cái thông tin này ok đây ha mình sẽ bỏ vào đây cho các bạn các bạn dễ hiểu rồi thì mỗi một cái bảng mã nó sẽ có cái cách nó ghép những ký tự lại khác nhau ví ví dụ như là UTF8 thôi UTF8 thì các bạn cũng sẽ có cái dạng là à, gì ta 32 bit đúng không? Và dữ 8 16 bit. 16 đúng không nhỉ? À, hình như là vậy, mình không nhớ chính xác. Thì các bạn cứ tưởng tượng chúng ta có một cái chữ, một ký tự đi. Là ký tự tiếng Việt nha là chữ O. Chữ O đúng không? À, chữ O. Thì rõ ràng là các bạn sẽ phải tốn một cái khu vực bộ nhớ nào đó cho cái chữ O. Đúng không? Và các bạn sẽ phải tốn một cái khu vực nào đó cho cái dấu mũ của chúng ta. Kịp chưa nè, Kịp chưa nè. thì mỗi một cái bản mã nó sẽ có một cách kết hợp dữ liệu khác nhau để cho nó thành một cái ký tự cuối cùng là cái chữ O này, đúng không? À, còn đối với các cái anh mà sử dụng cái ngôn ngữ mà nó không có dấu thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Những cái ngôn ngữ mà có dấu thì nó rất là phức tạp. Tiếng Việt nè, tiếng Nhật Bản nè, tiếng Trung Quốc nè, tiếng Khmer nè, tiếng Ả Rập vân vân, tiếng Ba Lan nữa. Ở tiếng Ba Lan là Polish các bạn ha, Pol. Uh, Polski thì uh, nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Uh, nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Nó nó sẽ có những cái dấu. Ha, ví dụ như là đây là một cái ký hiệu ở trong tiếng Ba Lan nè, thấy chưa? Hoặc là uh, uh, nó nó sẽ có những ký hiệu như kiểu này. Uh, đây là đây là những cái tự ha, ở ở trong tiếng Ba Lan. Uh, nó sẽ ví dụ anh nào có dấu sắc ở phía trên như thế này, đó hoặc là chữ Z mà nó có dấu chấm hoặc là chữ Z nó có dấu sắc như thế này thì đây là ở đây là cái bản mã của tiếng Ba Lan còn tiếng Việt chúng ta thì có chữ chữ á chữ Ơ, chữ chữ ư chữ ơ đúng không thì những cái thằng này nó sẽ liên quan tới cái bản mã và khi chúng ta làm việc với tập tin làm việc với file á, chúng ta phải rất chú trọng vào cái phần bản mã này các bạn nhớ kỹ cho mình nha sau này các bạn mà ví dụ như bây giờ người ta yêu cầu các bạn viết một cái spring một một cái chương trình một cái nút nhấn ở trong cái thằng spring boot mà click chuột vào thì nó tải về cho mình một cái file Excel hay là một cái file CSV 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 tiếng Anh là CSV CSV ha. thì cái file đó các bạn phải làm việc với cái bản mã nào bây giờ các bạn mà xuất dữ liệu nó không đúng thì khách hàng họ họ sẽ gặp vấn đề họ không đọc được dữ liệu họ không import vào những, vào những cái hệ thống khác của họ ví dụ như là bây giờ các bạn làm một cái phần mềm chấm công điểm danh nhân viên bằng Spring Boot đi chẳng hạn hay là làm bằng Java Swing đi bây giờ các bạn điểm danh được hết rồi và các bạn lấy dữ liệu từ trong cái cơ sở dữ liệu ra các bạn nhấn một cái thì nó trở thành một cái file Excel để cho người ta in ra chẳng hạn nhưng bây giờ các bạn không không quan tâm tới bản mã thì giả sử như các bạn làm việc với người Việt Nam thì tên họ nó rất là nhiều cái dấu ví dụ tên của mình thôi Lê Nhật Tùng nó có rất là nhiều cái ký tự dấu trong đấy thì nếu như chúng ta không chuẩn ấy thì các bạn sẽ làm cái chức năng xuất ra dữ liệu nó sai À, đối với tiếng Anh Thì chúng ta sẽ có một cái bản mã Đối với tiếng Anh và một số cái ngôn ngữ Thì chúng ta sẽ có một cái bản mã rất là nổi tiếng Đó là bản mã ASCII Các bạn biết cái bản mã này không? Bạn nào biết cái bản mã ASCII này Thì các bạn có thể comment cho mình Xem coi cái bản mã ASCII này nó sẽ có bao nhiêu ký tự Bản mã chuẩn ASCII nó sẽ có bao nhiêu ký tự à, Các bạn làm trình viên các bạn biết cái này không ạ? À? Các bạn biết không? Bạn nào biết các bạn comment cho mình coi. Có bao nhiêu ký tự? Rồi, ok. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem cái ASCII table ha. Ở trên mạng nó có nhiều bài viết lắm các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái thằng ASCII table. Đây mình vừa, mình vừa Google search xong. Để để mình lấy cái cái thằng nào có cái màn hình dot đi, nhìn nó kiểu là nó pro hơn. Lâu lâu mà các bạn xem phim đúng không? Cái thằng này nó không hay. Nó không hấp dẫn, nhìn vậy nó không nó không đã. Các bạn xem phim mà các bạn hay thấy những cái ông hacker mà gõ thì sau này sau này có dịp á mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái cái câu lệnh Linux các bạn sẽ thấy rõ rất là sướng đây đây là cái bản mã ASCII của chúng ta và nếu mà nó là một cái bản mã chuẩn thì nó sẽ có 256 ký tự và nó xuất phát từ số 0 cho tới số 255 à, các bạn hiểu kịp không ạ à? đó các bạn thấy không đây là một cái bản mã ASCII nha các bạn ha rồi ví dụ như là các bạn thấy là chữ A đi chữ A của chúng ta thì nó nằm chỗ nào nằm chỗ này nó là nếu mà dịch sang cái bit thì nó là bao nhiêu nó là 65 đúng nè hoặc là các bạn tìm cho mình cái à, cái chữ ớ đi nó là vậy à, mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là vui là khi mình sang Ba Lan á mình phải đi làm một cái à, gọi là cái chữ ký điện tử online các bạn để mà khi mà mình nộp những cái thuế hay là gì đó cho cái chính phủ Ba Lan thì mình sẽ chỉ cần dùng cái chữ ký đó mình ký lên hoặc là đôi lúc là mình à, mình đăng ký một cái hồ sơ nào đó ở ủy ban xã chẳng hạn thì mình sử dụng cái chữ ký điện tử đó mình dùng được thì mình và rất là nhiều người Việt Nam khác khi sang bên này là đăng ký cái đó nó rất là khó tại vì cái tên của chúng ta nó sẽ có những cái dấu những cái dấu đúng không và để gõ được những cái dấu này á thì những cái bạn nhân viên của các cơ quan chính phủ ở Ba Lan á thì họ phải mở cái bản mã ASCII này ra nè rồi họ đi tìm xem coi cái chữ ớ rồi là lê nhật tùng thì chữ e nằm đâu à chữ e nằm chỗ các bạn nhìn thấy coi giúp mình xem coi nó có chữ E trong cái bản mã ski này không trong bản mã ski này thì nó có chữ E đúng không 136 đúng không các bạn thấy không chữ E á các bạn rồi 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 chữ chữ U mà có dấu quyền chữ U có dấu quyền nằm chỗ nào các bạn à không biết luôn không 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 nhìn thấy được đó. thì những các bạn nhân viên đó bạn phải mở cái bản mã này ra nè à, 151 đúng không 151 đây đó, bạn phải mở cái bản mã này ra. Rồi sau đó bạn phải đi copy từng ký tự một rồi bạn gõ lại thành cái tên của mình. Chứ bạn đâu có biết gõ gõ cái thằng à uh, uh, hay là gõ cái kiểu đánh dấu Telex như mình đâu. Sau này sau này các bạn đi những cái quốc gia khác khi mà các bạn làm giấy tờ á, các bạn sẽ hơi mệt một chút tại vì nó có dấu còn một số các quốc gia mà họ chấp nhận là giấy tờ chúng ta không có dấu luôn. Ví dụ như là, là Lê Nhật Tùng chuyển sang Mỹ sống chẳng hạn thì nó thành là Nhật Tùng Lê mà nó bỏ dấu hết là nhát tung le đó thì cái câu chuyện nó câu chuyện khác. Còn ví dụ như chỗ mình sống là không. Cái tên bằng sao là in ra tờ giấy là phải giống như vậy. Là đi làm giấy tờ là rất là cực phải ngồi gõ từng ký tự này. À, quay lại câu chuyện của chúng ta là khi chúng ta làm vấn đề nhập và xuất dữ liệu với Java dù là bạn làm việc với cái gì đi nữa mình không cần biết Java Swing, Java FX hay là Spring Boot hay là ZK hay là Java hay là Struts sau này khi chúng ta làm việc chúng ta cần phải thật là cẩn trọng liên quan tới vấn đề bản mã và nếu như bạn nào mà đã học cái phần ZSB mình cũng đã nói với các bạn đúng không cái bản mã khi mà các bạn nhận một cái request từ ở dưới trang web lên xin lỗi từ ở dưới các client lên trên cái server và chúng ta gửi một cái đường link lên mà giả sử như trong cái đường link đó đúng không? Trong cái đường link đó mà các bạn sử dụng một cái method à, sáng uh, trong cái phần là mình có nói với các bạn là uh, cái method get và cái method post thì hai thằng này là nó khác nhau này. Đúng không? Giả sử get thì các bạn sẽ có abc.com rồi sau đó các bạn sẽ có uh, 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 chấm hỏi một cái rồi các bạn sẽ có ví dụ như là name đúng không? Nem bằng à, nem bằng là lê nhật tột đó. Cái lúc này là cái vấn đề nè. Cái lúc này là cái vấn đề nè. Khi mà các bạn gửi đi lên như thế này thì có rất dễ xảy ra cái tình huống là cái chữ này nó bị đọc sai. Hoặc là các bạn gửi nó ở trong post cũng vậy. Những cái dữ liệu mà nó có dấu như thế này nè, nó sẽ bị đọc sai. Và thường thì nó sẽ có một khái niệm là nó phải encode cái data của chúng ta thành những cái ký tự theo quy định. Ví dụ ký tự khoảng trắng ở trong cái thằng Uh, HTML đó là NS gì ạ đúng không? Thì thì nó sẽ biến thành những ký từ này hoặc là bây giờ ký từ khoảng cái một cái dấu gì đó này nó sẽ thành là phần trăm hai mươi bảy thì nó sẽ biến thành những ký từ này để nó gửi gửi đi các bạn hiểu kỳ không ạ? Uh, uh, thì uh, quay lại câu chuyện chúng ta chúng ta phải rất cẩn trọng về vấn đề bản mã khi mà chúng ta nhận những cái request và những cái response sau này các bạn thấy là chúng ta có một cái get mapping hay là có những cái post mapping á thì chúng ta cũng phải để ý rất là kỹ về cái bản mã mà người ta truyền dữ liệu cho mình là cái gì nếu mà cái get cái post đó nó không có cái những cái attribute nó không có những cái parameter phía sau thì không bàn tới nhưng mà nếu có cái parameter phía sau là chúng ta cần phải cẩn trọng ok chưa à nhớ kỹ ha rồi ok